Em Vũ xin chào bà con trở lại màn ảnh này. Sáng hôm nay em có dành của Thái á, dành của Thái về phục vụ cho bà con nha. Dành của Thái có dành 1.2, 1.4 và 1.6, ba loại dành. Ở đây thì có dành 12 nè. Rồi cái này lấy lộn hai cái 12 nè. Đây thì toàn là tất cả đều là dành Thái nha, có hai dành Thái nó sẽ đóng CM Gucci. Nè nó sẽ đóng CM Gucci 1.2. Cái mã là mã chữ S là dành thắng đùm, còn cái mã W là dành thắng đĩa của 1.2 á. Mấy chiếc qua 110 ZX rồi phải sử dụng chữ W rồi. W nó mới vô dành thắng đĩa được. Dành Thái thì bên trong nó sẽ xi ngoài và xi trong luôn, xi nè. Ở trong là nó phải có đốm này nha. Nè đốm vàng vàng nè. Cái điều đó em nói trước cho bà con, cái đó là một cái điều bình thường. Dành mới Thái là phải như vậy, dành theo xe nó cũng phải như vậy luôn. Nó cũng phải có đốm, tại người ta là một miếng sắt người ta uống lại mà. Đó. Người ta mới làm nên cái dành và có mối hàng luôn nha. Nhiều người không biết rồi người ta nói tại sao dành là có mối hàng. Dành chứ đâu phải là mâm đúc đâu, mâm đúc người ta đúc nguyên con nó mới không có mối hàng. Cái vấn đề đó là những cái anh em nào thiếu kiến thức là nên học hỏi thêm để em thôi nói sao mà người ta bán dành có dấu hàng nè. Dành là phải có dấu hàng và dành là bên trong là phải có đốm. Thấy không? Phải có hàng và phải có đốm. Nhiều ông không biết nói sao dành chẳng có dấu hàng. Cái dành là phải có hàng rồi. Rồi bây giờ dành mã ớt nè, dành tem lửa mã ớt trước ớt sau ớt thì không trùng mã nha bà con ha. Không trùng mã tức chứ mã là cái chữ này nè, nó không có trùng với nhau, nó không có giống cái mã. Cái đợt dành trùng mã nó đứt hàng lâu lắm mà không có hàng lại. Nè, GS FT. Mã sau SS là dành thắng đùm đó. Thì cái 1.2 dành thắng đùm. Thì một cặp không trùng mã là chỉ 700.000 thôi. Bán là bao rẻ hơn Việt Nam luôn, bao rẻ hơn dành của Việt Nam hãng mình luôn. Đây, dành CM Gucci. Dành Thái Lan rẻ hơn dành Việt Nam luôn. Nếu mà Việt Nam bây giờ bữa nay anh em đi mua một cặp 700 mấy chục ngàn. Mà dành Thái Lan đây. Rồi em sẽ có dành 14 với dành thắng đĩa, là mình còn cái dành thắng đĩa 1.2 không? Còn. Vậy là có thắng đĩa với thắng đùm có nghe mà còn ha. Còn cái dành 1.4 này á, mã nào xài cũng được, mã S hay là mã W gì xài cũng được. Rồi tiếp theo là sẽ là dành 1.60 thì anh em vô cái dành xe bự á, xe khu chờ rồi đó. Phu 1, phu 2, phu neo. Đó. Đây dành mã W đây. Dành mã W nãy là cho anh em vô ZX với qua 110 Thái mã W đây. CM Gucci này chữ W ngoài sao. W tức là cái lỗ nó sẽ to, đặng nó vô cái cầm đĩa. Lỗ nó to đặng vô cầm đĩa thôi rồi. Rồi CM Gucci 1.40 đây là dành lớn đây. CM Gucci 1.60 không có trùng cái mã này nha. Nói chung là bao dành Thái 100% hết nhưng mà mã nó không trùng. Vậy thôi, bây giờ anh em đi mua đồ hãng Việt Nam nó cũng không trùng, đồ mới Thái cũng không có trùng. Đó. Hên lắm, lâu lắm, hên lắm mới khui ra được trùng thôi, còn như là đa số là không trùng. Thì một cặp mà lớn này là bán 800, trước 1.4 sau 1.6 nè. Vô phu 2 phu neo rồi đó, mới dành bự đó. Là 800 ngàn cặp. Rồi nói chung là dành đùm có, dành đĩa có, rồi để quay qua bộ cam đi. Có cầm nào khui sẵn không? Có ở đây có cầm đùm và có cầm đĩa. Cầm đùm và cầm đĩa ở đây bán cầm Thái không à, không có cầm Việt Nam. Nếu mà cầm đĩa thì anh em có thể lấy cái dành đĩa nãy đó, anh em lên phu 1, phu 2 gì được hết trơn nha. Phu 1, phu 2 110 Thái. Rồi quay. Còn cầm đùm thì vô quanh pha lốc trắng, lốc đen, vô rim, vô super.
Đây cam Thái thì 36 cây một bịch vậy đó, bao gồm chân cam và thân cam. Đó, mà dành Thái Lan đây ha. Sản xuất đời mới luôn 2023. Cam Thái ở bên đây thì bán đúng đồ Thái Lan xịn, nó rất là đẹp. Không phải như bên Việt Nam mình mà một bịch mà xé một bịch một cây. Cam Thái nó sẽ có cái ánh vàng mỡ gà. Xanh vàng. À, cái chân cầm trời chân cầm ai xét cái gì vậy? Trời ơi, chân cầm nó đẹp kìa, nóng lạnh chưa? Đây tạo đẹp kìa, nó là cái ánh trắng mà có cái ánh mỡ gà vàng, thấy không? Chân cầm màu nè, tạo à, chân cầm rồi. Nếu anh em mua một bộ bán một bộ, mua một trước sau thì 400, còn một bộ bánh trước thì 200, bánh sau 200, mua lẻ bán lẻ nha. Ví dụ mua một bộ về 200.000 mà trước sau á, cầm đùm có, cầm đĩa có nha, trước sau về 400, bán dễ lắm. Bán bao gồm có chân cầm vậy nè, chân cầm và thân cầm vô nè, một bịch 36 cây. Rồi thì dành hôm nay là nhiêu đây đó. Rồi, hôm nay sẽ có dây gà có quay 110 Thái, quay dây gà quay 110 để anh em vô quay 110 Thái với phụ trợ 1 luôn. Dây gà quay 110 KFL 8500. Dây gà thì nó không có phân biệt 99 2000 gì chứ á. Nó vô quay 110 Thái với phụ trợ 1. À, dây gà là nhớ giá cả giá không? Lại đây ghi giá nha, quên giá rồi kìa ơi. Ở đây là cái cộng dây gà nhiêu tiền? Lấy cái bút lông thôi. Ở đây là cái cộng dây thắng mà thắng đĩa là dành cho phu trò 1, 101 kia vô cái cộng dây ra đây. Cái đây là cộng dây thắng đĩa của phu trò 1 chứ quay 110 Thái là 150.000 cộng dây thắng đĩa nha. Thắng đĩa nó có cái đầu gài đây nè. Dây le 120 hả? Đó, trời mềm mộng đã ta, KFL KET KET là cái mã thắng đĩa. Trời mình mắm đá cha. Mình mắm chạy. Rồi cái cộng dây rồi cộng dây thắng đĩa là để dành phu 1 thôi nghe bà con ha. Phu chờ 1. Thắng đĩa phu chờ 1 với quay 110 Thái với ZX là ba cái dòng đó nó xài chung. Cộng dây thắng đĩa này 150.000. Rồi cho qua. Cộng dây ga này 110.000 là bao gồm 110 Thái các đời với phu trò 1 các đời, rồi 110.000 với ga Thái. Thái không à? Ở đây là cộng dây le. Cộng dây le đời 2000. Cộng bút lông, thải bút lông. Cộng dây le đời 2000 120.000. Trời ơi, bữa nay cần cái chân tấm ngang đặng giao cho người ta. Ở đây là cái cây cái cộng dây le, cộng dây le đời 99 nha, nó xài chung với tem lửa luôn nha. Dây le tem lửa với 99 110.99 xài chung. 100 mấy? Dây 110.000 luôn nha bà con ha, xài chung với tem lửa nha. Mấy cái này hay quên lắm, treo lên đừng có bán mấy cái miếng mẫu nè. Khỏi dẹp luôn, treo mấy cọng đó đi. Rồi clip này xong nha bà con ha. Rồi xin chào bà con.